Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 118 của phòng khám Thành trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, song song với căn bệnh cường giáp, đó là căn bệnh suy giáp, cũng là một căn bệnh quan trọng của tuyến giáp và nếu không điều trị kịp thời thì nó cũng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày cho chúng ta về các nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị căn bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ ạ. À. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. À. Dạ thưa bác sĩ, bên cạnh căn bệnh cường giáp khiến mọi người quan tâm và lo lắng thì có một căn bệnh đó là bệnh suy giáp. Xin bác sĩ có thể cho biết bệnh suy giáp là gì và nó có khác biệt như thế nào với căn bệnh cường giáp không ạ? Dạ xin cảm ơn câu hỏi của Ngọc Quyên. Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, như cái phần trước chúng ta đã đề cập tới cái bệnh cường giáp thì bây giờ có một căn bệnh nó đi ngược lại với lại cái bệnh cường giáp đó là căn bệnh suy giáp. Thì vì bất cứ một cái lý do nào đó mà cái chức năng của cái tuyến giáp nó bị giảm xuống thì người ta gọi đó là suy giáp thường gặp ở phụ nữ nó chiếm tỷ lệ khoảng 2% trong khi mà nam giới đó thì chỉ có một thôi ngọc quyên ngoài ra thì người ta còn phân biệt là cái suy giáp cận lâm sàng thì thường là nó gặp ở bảy năm là ở phụ nữ và ở nam giới đó thì khoảng ba và nó cũng có cái xu hướng là tăng dần theo cái lứa tuổi của mình lớn tuổi thì cái tỷ lệ nó mắc cao hơn người ta còn ghi nhận là những cái suy giáp bẩm sinh thì người ta gặp khoảng 1 phần 5 ngàn trẻ sơ sinh có cái bệnh lý về suy giáp thưa Ngọc viên Dạ thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân nào gây ra căn bệnh suy giáp và nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người bệnh không ạ à, thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả à, cái nguyên nhân mà gây ra bệnh suy giáp đó, thì người ta phân làm hai cái nhóm tức là suy giáp nguyên phát và à, suy giáp thứ phát suy giáp nguyên phát đó, thì à, thường đó là do viêm giáp tự miễn hay người ta còn gọi là à, viêm giáp à, hashimoto yeah. à, thứ nhất cái thứ hai nữa là cái nguyên nhân do tai biến trong cái quá trình mình điều trị à, khi mà mình điều trị cái cường giáp đó, thì uh, nếu mà trường hợp mà mình dùng thuốc kháng giáp tổng hợp mà quá liều uh, và dùng một thời gian dài, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân mà cứ dùng một cái toa cũ rồi không có đi tái khám đó, thì nó dễ dẫn đến uh, suy giáp, cái tai biến sau điều trị nữa là cắt bỏ tuyến giáp toàn phần thì nó cũng mất cái chức năng tuyến giáp đi nó gây ra cái hiện tượng suy giáp yeah. à, rồi à, mình dùng cái liệu pháp để điều trị đồng vị phóng xạ iốt đó ngọc quyên yeah. thì nó cũng làm cho mất cái chức năng tuyến giáp đi và nó bị suy giáp à, rồi à, những cái à, phương pháp điều trị mà người có một cái bất kỳ một nguyên nhân nào đó mà mình dùng cái phương pháp mình xạ trị ở cái vùng các cái cơ quan ở quanh cổ này thì nó cũng ảnh hưởng tới tuyến giáp và yeah. nó gây ra suy giáp người ta còn thấy là khi mà nó thừa hoặc thiếu iốt thì nó cũng gây ra các cái bệnh lý về tuyến giáp trong đó có bệnh suy giáp người ta còn thấy rằng khi mà mình sử dụng cái thuốc interferon hoặc là litinium thì nó cũng có thể gây ra hiện tượng suy giáp dạ. và một số những cái nguyên nhân khác thì như là không có tuyến giáp bẩm sinh dạ. thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân gọi là suy giáp nguyên phát thứ hai là những cái nguyên nhân gây suy giáp thứ phát thì thường là do những cái bệnh lý của tuyến yên ngọc quyên à, khi mà à, vùng tuyến yên là cái vùng ở trên não bộ của mình nó có những cái bệnh lý như là, giả sử như là khối u ở tuyến yên hay là mình phẫu thuật tuyến yên yeah. à, rồi à, mình xạ trị những cái vùng tuyến yên đó thì nó cũng làm cho chúng ta bị suy giáp yeah. à, hoặc là à, có một số người ta ghi nhận rằng khi mà cơ thể của mình đề kháng với các cái nội tiết tố của tuyến giáp ở ngoại biên thì dạ. nó cũng gây ra hiện tượng suy giáp gọi là suy giáp thứ phát thưa ngọc quyên dạ. dạ thưa bác sĩ các dấu hiệu để chẩn đoán bệnh suy giáp là như thế nào ạ à? thì uh, như mình đã có từng đề cập đến các cái uh, triệu chứng của cường giáp dạ. thì bây giờ tất cả những cái triệu chứng uh, nó đi ngược lại với cường giáp thì đó là suy giáp thưa Ngọc Quyên dạ. Thứ nhất mình phải kể đến là uh, Tùy theo cái mức độ lâm sàng nữa Tùy theo cái mức độ bệnh Mà nó có những cái biểu hiện lâm sàng ở bên ngoài dạ. uh, Thứ nhất là người ta cảm thấy sợ lạnh dạ. Về tinh thần thì có thể là người ta bị trầm cảm Không như là cường giáp thì nó kích động Rồi người bức rứt nóng nảy Nhưng mà uh, suy giáp thì người ta rất là sợ lạnh Do nó giảm cái chuyển hóa mà Ngọc Quyên dạ. uh, Rồi uh, người ta giảm trí nhớ Da khô niêm mạc nó phù nhất là đặc biệt là nó phù ở quanh mắt um, và người ta do nó giảm chuyển hóa cho nên là người ta tăng cân tăng cân một cách không có lý do nào hết yeah. uh, cái giọng nó có thể là thay đổi cái giọng người ta trở nên trầm hơn ồm ồm giọng nó khàn hơn rồi uh, người ta các cái hoạt động sinh hoạt của người ta rất là chậm chạp uh, người ta còn ghi nhận là có một số trường hợp bị hói đầu do rụng tóc đi ngọc quên, dạ. à, người thì cảm thấy mệt mỏi, đau nhức cơ khớp và lại xảy ra cái hiện tượng táo bón. Còn ở cường giáp thì lại gây tiêu chảy. Tiêu chảy. Dạ. À, cái như tuần hoàn nó thì cái nhịp tim nó chậm lại, không như là cường giáp thì nhịp tim nó nhanh, còn suy giáp thì cái nhịp tim nó chậm lại và cái phản xạ gân cơ nó cũng ừ. giảm theo. Ngoài ra thì người ta còn ghi nhận cái tình trạng mà nó rối loạn cái chuyển hóa lipid nó cũng được ghi nhận ở những cái đối tượng là bị suy giáp. Dạ, bác sĩ có thể cho quý khán giả được biết là mình cần làm cái xét nghiệm nào để chẩn đoán bệnh nhân bị suy giáp không ạ? Cũng như là căn bệnh cường giáp đó, thì đối với cái căn bệnh suy giáp này, mình chủ yếu là làm cái xét nghiệm dựa vào lâm sàng là một cái thứ hai nữa đó là người ta có cái tiền sử đã điều trị cường giáp hay chưa. Cái đấy là mình xét nghiệm thì chỉ có xét nghiệm mới đưa ra cái chẩn đoán xác định được thôi. Thì người ta thấy là nó đi ngược lại với cường giáp, cường giáp thì T3 T4 nó tăng lên. Dạ. Còn ngược lại suy giáp thì T3 T4 nó giảm. Dạ. Ngoài ra người ta còn làm cái xét nghiệm TSH nữa để người ta tìm ra được là suy giáp nguyên phát hay là suy giáp thứ phát ngọc quyên Dạ. Ngoài cái xét nghiệm đó thì người ta cũng làm thêm một số các cái xét nghiệm thường quy như là công thức máu hoặc là người ta uh, xét nghiệm cái uh, bộ mỡ để người ta xem coi là nó có bị rối loạn cái chuyển hóa mỡ hay không Rồi các cái xét nghiệm thường quy khác như là điện giải chẳng hạn Bởi vì khi mà cái người bị suy giáp đó, thì người ta thấy rằng cái na chi máu nó cũng giảm Cho nên thường là làm thêm cái ion đồ để mình đánh giá cái na chi máu Rồi người ta cũng làm thêm một số các cái hình ảnh học nữa Như là siêu âm tuyến giáp Hay là xạ hình tuyến giáp à, Tùy theo cái mức độ rồi tùy theo cái yêu cầu của bác sĩ để người ta đưa ra những cái uh, biện pháp cận lâm sàng cho từng cá thể một một quyên cách điều trị của căn bệnh suy giáp là như thế nào ạ à? à, thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị thì về cái nguyên tắc điều trị suy giáp đó thì mình chủ yếu là mình phục hồi cái chức năng cho tuyến giáp nếu mà trong trường hợp mà suy giáp do thuốc kháng giáp đó, thì nó có thể phục hồi được hoàn toàn khi mà mình ngưng thuốc kháng giáp dạ. à, đó là trường hợp do thuốc trường hợp thứ hai nữa nếu mà trường hợp mà những cái trường hợp suy giáp do bị cắt hoàn toàn cái tuyến giáp hoặc là do xạ trị hay là do dùng iốt phóng xạ thì thường là phải điều trị bổ sung bằng cái liệu pháp hoặc môn thay thế suốt đời ngọc quyên dạ. và cái thuốc đầu tay của chúng tôi là lervotiroxin dạ. thì đối với lại cái thuốc này đó cái yêu cầu là người bệnh phải thăm khám đúng cái hẹn của bác sĩ bởi vì chúng ta phải thăm dò cái liều cho nó phù hợp với từng cá thể một Dạ, vậy cái căn bệnh này có phải theo dõi và tái khám định kỳ không ạ, thưa bác sĩ? Có chứ Ngọc Quyên, đối với cái căn bệnh này đó thì cái việc mà chúng ta tuân thủ điều trị và tuân thủ cái lịch tái khám nó rất quan trọng, nó quyết định đến cái sự thành công của việc điều trị hay không. Dạ. Bởi vì nếu mà trường hợp mà mình dùng chưa tới cái liều của nó hoặc là mình bỏ thuốc thì nó sẽ sẽ trở lại bệnh, nó sẽ suy giáp trầm trọng thêm lên. Cho nên là việc chúng ta tái khám định kỳ để cho bác sĩ làm những cái xét nghiệm để kiểm tra cái nồng độ học môn ở trong tuyến giáp, nó đã bình giáp hay chưa. Đó là một việc làm hết sức cần thiết thưa học quyền. Và thông thường thì mình kiểm tra 4 đến 6 tuần một lần. Khi mà cái học môn tuyến giáp nó đã trở về bình giáp rồi đó, thì mình có thể kéo dài cái thời gian tái khám ra từ 9 tháng đến 12 tháng thì tùy theo cái diễn biến của bệnh để bác sĩ sẽ có cái lịch hẹn cụ thể cho từng người bệnh một. Câu hỏi cuối cùng xin bác sĩ chia sẻ cái cách phòng bệnh suy giáp đến với bệnh nhân ạ. Đối với cái việc mà phòng bệnh suy giáp á thì thứ nhất là mình phòng tránh nó bằng cách là nếu mà mình có phải điều trị cường giáp thì mình phải tuân thủ điều trị cho đúng. Dạ. tái khám định kỳ, uống thuốc đúng với phác đồ mà bác sĩ hướng dẫn. Dạ. Thứ hai nữa là mình dùng đủ cái iốt iốt ở trong thực phẩm ăn của mình đó, dùng nhiều cũng không được mà dùng thiếu cũng ảnh hưởng đến cái chức năng của tuyến giáp thưa ngọc quyên và như tôi nói hồi nãy đó mình phải tuân thủ cái phát đồ điều trị và tái khám đúng lịch định kỳ thì mình sẽ kiểm soát được cái bệnh suy giáp này quyên dạ. dạ xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình và cung cấp nhiều những cái thông tin hữu ích cho cộng đồng cũng như cho mọi người được biết và phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Dạ, xin kính chúc bác sĩ một ngày chủ nhật an lành và dồi dào sức khỏe. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về nguyên nhân, triệu chứng cũng như cách phòng trị bệnh suy giáp xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin quý vị vui lòng like chia sẻ và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón nhận những video tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt